Xin mời quý khách theo Kỳ Lăng để xem Kỳ Lăng bàn giao và hướng dẫn cách sử dụng về chiếc điện thoại X-Order này nhé. Bây giờ mình bàn giao, thực hiện bàn giao sản phẩm cho khách hàng. Đây. Anh Hồng, cái sản phẩm cung cấp là anh tháo ra, anh thấy có hộp là mình đã hiểu được cái hàng như thế nào rồi. Bây giờ anh bỡ lên cho nó nhìn cho đẹp hoành tráng nè. Cái hộp này mình chắc cũng... Trong cái hộp này nó cũng làm xốp để bảo vệ cái hộp vào luôn. Nên anh không thấy bị chày. Mình mới tin không một vết xước luôn. Thì ở hai bên hông nó sẽ có hai cái biểu tượng logo của hãng. Và nó có những cái khức này, nhưng mà nó chỉ có mỗi bên có một khức bấm được thôi. Bấm bên này cái. Và bên này cũng vậy, bên này thì nó ngược lại. Như bên này thì bên kia nó sẽ ngược lại. Bấm hai bên cùng lúc thì nó sẽ đầu nó mở cái nắp ra. Lúc đầu thì có nhiều người bị chưa có hiểu, cứ đâu biết là hai cái này có lúc nhắn đâu. Banh ra là cái nó ra vẫn được, nhưng mà nó bị chụp cái chốt này.